Ngoại áp tiếng Việt ở trung tâm thành phố, ngày mùng 5 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Quy hoạch Kiến trúc đề xuất thêm phương án trồng cây xanh tại khu vực công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo tính trang nghiêm của khu vực tượng đài. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu tổ chức phun nước liên tục tại khu vực đài phun nước giao lộ Nguyễn Huệ, Lê Lợi, đồng thời chấp thuận ý tưởng chiếu sáng, tăng tỷ lệ mảng xanh tạo bóng mát, tăng tính đa dạng thảm cây bụi, trồng các loại hoa theo mùa. Về các hoạt động ẩm thực, Ủy ban nhân dân thành phố không chấp thuận tổ chức trên phố đi bộ mà yêu cầu bố trí hợp lý tại khu vực phía trước các nhà hàng, khách sạn hiện hữu. Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao được yêu cầu chấn chỉnh việc lắp đặt các bảng hiệu, bảng quảng cáo tiếng nước ngoài lớn ác tiếng Việt tại khu vực trung tâm thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố cũng chỉ đạo đơn vị này không bố trí các cổng chào lễ hội các dịp lễ, Tết tại trục đường Nguyễn Huệ, vận động người dân, doanh nghiệp trang trí các bảng xanh, chậu hoa tại ban công các căn hộ tòa nhà dọc trục đường nguyễn huệ vào dịp tết nguyên đán để tăng thêm mỹ quan đô thị cho khu vực này